Tên của mình là Nguyễn Văn Ly, học sinh lớp B7. Hôm nay mình đến với cuộc thi Thanh Bình Idol mà muốn thể hiện tài năng ca hát của mình, và đó chính là sở thích của mình. Xin các bạn ủng hộ cho mình nhé. Mã số của mình là 52.